Rồi hello anh em nha, lại là bơm hơi. Hôm nay quý mới về được một ít con bơm hơi nữa giới thiệu đến anh em. Đầu tiên xin giới thiệu đến những người mới lần đầu xem kênh của quý nha. Thì địa chỉ cửa hàng quý là số 629 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần trạm thu phí An Sương An Lạc, hướng miền Tây lên là bên tay phải. Thì đối với những anh, những chú, các anh, các chú mới xem lần đầu của quý mà muốn mua hàng bên quý á, thì liên hệ số điện thoại 0988 577 662. Có thể nhắn tin qua Zalo. Số điện thoại quý còn để ở dưới phần mô tả và ở cuối tiêu đề cũng có số điện thoại luôn. Thì đối với nhiều con bơm như thế này đó, thì anh em nếu có thể anh em biết chụp ảnh màn hình á, thì ví dụ như anh em chọn cái con, ví dụ như cái con này đi. Đó, anh em sẽ chụp ảnh màn hình rồi anh em đánh dấu nó, thì anh em gửi qua Zalo cho quý là phương pháp đó là dễ nhận diện nhất, quý cũng dễ tìm, dễ báo giá cho anh em nhất. Ở đây là giới thiệu anh em lô quạt nè, giải nhiệt mùa nóng sắp tới nha, giải nhiệt mùa nóng đang hoành hành luôn chứ. Đấy, quạt này là quạt bự nè, đường kính cỡ 60 này. Đường kính này cỡ 60 á. Cỡ 60 anh em ha. Mấy con này thì nó chạy điện gin của Nhật đó là 3 pha 220. Con này thì mình có thể dùng qua biến tần, hoặc là anh em nào có điện 3 pha 38 thì dùng qua cái biến thế nhỏ là xong, đỡ tốn kém hơn biến tần. Rồi đây là mấy con quạt ống bữa giờ quý cũng đang bán đây, cứ 1 triệu 1 con, 1 triệu 1 con vậy đó. 1 triệu 1 con bao ship. Đó. Quạt này thì đường kính 30, có loại 6 cánh, có loại 7 cánh, có loại 4 cánh, nhưng mà bây giờ thì nó còn loại 4 cánh nhiều. Còn 6 cánh thì ở đây mấy cái này thì mất cái tay cầm. Đấy, có loại còn 6 cánh cũng còn 1 2 con. 2 con nhưng mà mất tay cầm hết rồi. Còn đa số còn 4 cánh. Thì nó cũng mạnh vậy thôi cả nhà ơi, nó cũng chạy ù ù vậy đó. Chạy ghê lắm. Còn mấy cái con này, mấy cái con quạt lòng lớn này là Shindaiwa nè. Con này chắc là 50, đường kính này khoảng 50. Mấy con này nó chạy motor khá khủng nè cả nhà. Đây. Nó vẫn dùng dòng điện 3 pha 200 V, 200 trên 220. Đấy, tần số là đúng tần số 50 60 luôn. Con này 15 ampe, nó không có ghi kilowatt. Đây 3.7 kilowatt cả nhà, 3.7 kilowatt. Con này tương đương 5 ngựa ha. Mấy con này là đẩy gió khủng dữ lắm. Nó đẩy gió rất là khủng. Có tổng cộng là 7 con. 7 con, có một con 6 con còn nguyên, trong đó có 1 2 con móp méo nhẹ. Mấy con này thì dùng búa đập nó ra. Đây. Mở cánh dùng búa đập nó ra. Trong đây là trong cái tủ điện đó là nó có sẵn CB khởi trơn cho mình luôn nè. Đó, còn nguyên luôn. Ây da. Kẹt kìa. Kẹt. Hầu như con nào cũng có CB khởi hết cả nhà ơi. Đẹp ghê không? Có CB chống giật. Đấy, khỏi. Rất đẹp. Mấy con quạt này là nó chạy cho cả một cái nhà xưởng, cái gara gì đó anh em đặt ở cuối nhà xưởng, nó có thể đẩy lên khoảng cách cỡ mười mấy 20 mét là nó đẩy khỏe luôn. Rất là mạnh. Rồi đây là mớ bơm hơi. Mới về đây con này 5 ngựa nội đồng cối đá nha cả nhà, 5 ngựa Iwata Minicon nè. Con này 5 ngựa nhưng mà nó nặng đến nó là hơn 200 kg. Nó nằm đâu khoảng 210 kg cả nhà. Motor Iwata nè, 3.7 kg. 3.7 kW. Đấy, anh em nghe. Hôm nay có rất
cho cả nhà nghe cái tiếng nó rên rỉ ha. Này cái lưới thì do cắn, do vận chuyển cắn móp, cái này về gò ra thôi, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Quan trọng là con này còn ngon lắm nè. Điều gì làm cho nó nặng ký như thế cả nhà? Đó là tất cả các vật liệu của nó, từ cái đầu bom cho đến cái vỏ bình, rất là dày. Mà con này còn đầy đủ luôn nha. Đồng hồ áp nè, van xả nè, van tự ngắt nè, rồi le tự ngắt nè, van xả tự động, 2-3 cái do xả tự động luôn nè. Rồi con cây van xả nó nè, 209 kg nè cả nhà ha, gần 210 kg. Đấy, nồi đồng cối đá là đây. Rồi tiếp đây là con Hitachi ba ngựa. Hitachi ba ngựa, con này bình lớn nha. Con này nạp 2 cấp nè. Hót ép, hót ép. Con này còn khởi, người ta gỡ nữa. Quá trình vận chuyển người ta bỏ xuống. Rồi. Babycon. Hitachi Babycon. Con này mắc cái lưới bảo vệ cả nhà ha. Gờ le tự ngắt còn. Le tự ngắt còn nguyên hiện. Thiếu cái đồng hồ áp. Quan xả lớn, quan xả nhỏ. Cặp khô hai ngựa Hitachi nè. Đấy, hai ngựa. Con này hai ngựa Iwata nè. Đầu bơm đơn, đầu bơm 1 piston. Đầu bơm 1 piston. À, con này thì nhớt, không có khô. Đó, con này hơi là bao hơi luôn, ốc ách luôn. Con này thì đầu bơm khô, động cơ 1 ngựa, 3 pha 200. Động cơ đầu bơm là không dầu. Đầu bơm không dầu. Rồi mới về bà này, bà Iwata. Bà Iwata này 11 kW, to tướng. Xấu ở chỗ đó là cấn bể hết cái boe cả nhà. Boe nó kiểu vậy đây, nó liền nha. Bằng nhôm cho nên là rất dễ bể. Xấu chỗ này. Ở đây thì nó có cái vòng găng, anh em có thể chế boe vô được ha. Anh em mua cái boe nào có cái đuôi găng, anh em gắn vô là xong. Nhiệm vụ nó là lọc bụi thôi, không có gì chứ. Bây giờ không có nó chạy thì nó vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà nó không có lượt bụi thì nó không tốt bằng có lượt bụi. Con này cũng là 3 bít tông, nạp 2 cấp, nạp hơi 2 cấp, chế độ nạp 2 cấp. 15 ngựa nha cả nhà. Bình 260 lít, áp nó là 15,2 đến 22,8 kg. Con này áp cao nha cả nhà, áp an toàn là 15,2 kg. Áp tối đa 22,8 kg, áp thử nghiệm đó. Áp an toàn là 15 kg, là anh em làm ga ga bắn vỏ là thoải mái rồi đó. Gờ le tự ngắt khởi, dây điện nguyên còn luôn nè. Đấy, khởi Mitsubishi nè, còn hoạt động bình thường, mấy khởi còn hoạt động bình thường. Đấy, nhắc lại là anh em có muốn mua hàng thì liên hệ quý số điện thoại 0988577662. Anh em có thể chụp màn hình gửi qua Zalo. Rồi quý báo giá, vừa mua mắc quá thôi đừng mua, chứ không có gì trơn, vui vẻ nha anh em. Nó thẳng vậy đó. Cảm thấy mắc quá thì không mua. Cảm thấy hợp lý, hợp lệ thì mua. Rồi có con này về cho anh em chế cháo nè. Giá này cũng mềm mềm nè. Lý do là sao? Là nó bị bể bu ly nè. Bu ly này anh em mua dễ nha. Bu ly này thì bán nhóc. Đấy, bể bu ly nè. Rồi mắc cái ống dẫn nè. Mắc cái ống dẫn từ đây xuống đây nè. Đấy, anh em về anh em đi bấm ống dẫn nha. Bấm ống dẫn, dẫn xuống thôi là xong. Cái đồng hồ áp này vẫn còn đẹp, nhưng mà bị bể cái mặt kiến. Đấy, đó, vẫn còn đẹp nha. Qua anh xã. Con này là động cơ có dầu nha. Iwata, Anet Iwata, động cơ này có dầu, không phải động cơ khô nha. Cộng thêm bể cái chân nữa. Đây, bể cái chân. Bể cái chân có dấu vết rỉ nhớt. Con này bệnh cũng khá nặng. Con này anh em về mở xuống hàng lại ha. Hàng cái chân lại, vừa nó bít cái đường rỉ nhớt luôn.
Con này thì đặc biệt đó là hả? Hơi còn ok không? Đó, chẳng qua là nó bị tật. Nó qua có như con này dạng như gặp chiến tranh đó. Đó, nó bị tật thôi. Đó, bản thân nó là tốt. Motor Toshiba 1.5 kW motor khía này, đời mới nha. Vò le tự ngắt còn nè. Quan tự xả nè. Cơ bản con này là anh em về anh em hàng cái chân, đừng hàng cái chân lại, đừng cho chảy nhớt chỗ này ha. Một công bấm ống, hai công đổi bu ly, ba công rồi anh em xài xong ba công chuyện thôi. Máy mới tinh luôn, mới tinh luôn. 65 lít, năm sản xuất 2013, bình 65 lít, áp 10 kg đến 1,62 kg là 16 kg đó cả nhà ha. Áp an toàn 10 kg. Này là anh em làm tiệm Honda là đẹp trời luôn. Tiệm sửa Honda là đẹp trời. Còn đây là con Meiji. Meiji, Meiji này cũng chúa lì á. 10,08 kg. Áp an toàn là 10 kg nha cả nhà, áp tối đa là 16 kg. Con này cũng hai ngựa luôn, động cơ 1 piston. Nước sơn có hơi nám. Mấy động cơ này thì nó sử dụng điện gin của Nhật là 3 pha 200 nha cả nhà. Đấy. Ồ, cái hộp khởi động từ này bị cắn bể cái hộp này bằng mũ. Giờ chúng ta có thể chế bát chúng ta kẹp lên. Con này thì còn khá đầy đủ luôn, bô e nè, lọc gió còn đủ nè. Gờ le tự ngắt có công tắc tắt mở luôn nè. Đấy, gờ le tự ngắt có tích hợp công tắc tắt mở trên gờ le nè, những cái loại này xài tiện lợi lắm anh em. Đấy, tích hợp công tắc tắt mở ngay trên gờ le luôn. Rồi, quan xả thôi xong. Từ đây anh em muốn ra đầu quan 3 chia 3 chia 4 gì đó anh em mua ở chợ anh em gắn vô thôi. Nói chung con này là tương đối có thể là hoàn chỉnh, không có thiếu đồ. Khuyết điểm cái là dọn bình hơi xấu thôi. Những con này anh em ra tiệm thì họ sơn lại thì nó đẹp mắt thôi chứ đâu có gì đâu. Bình hơi xấu ha, bình xấu. Con này là con ba ngựa. Con ba ngựa motor Superlight, Mitsubishi Superlight. Con này là cái cốt của nó là nó nằm trong cái thùng cách âm nha cả nhà, nhưng mà bên kia người ta tháo ra cái thùng. Người ta bán về chai trước rồi. Bây giờ họ đem về đây còn cái đầu bơm với cái motor với cái bình cho mình thôi. Ở đây cái gờ le tự ngắt còn có thể là khôi phục được. Gờ le tự ngắt có thể khôi phục được, bể ha, cắn bể nhưng có thể khôi phục được. Rồi cái này không quay được, lý do là cắn cái hộp gió này nè anh em ha, cắn cái hộp gió motor nè, chứ đầu bơm motor đồ còn trơn tru hết, cái này gò hộp gió lại. Đừng cho nó cắn cái cánh quạt á là ok. Con này là bê tông có dầu nha cả nhà. Rồi con này là bê tông không dầu nè. Con này Anet Iwata nữa nè. Bê tông không dầu, hai ngựa luôn. Những cái con này bên kia nó ít xài lắm. Nó thải ra là còn mới tinh, anh em có thể không dòm thấy hình mình trong đó luôn. Mới ken xà beng luôn, màu xám lông chuột. Màu xám lông chuột. Rất là đẹp. Đa số bue dễ mất, tại vì sao nó dễ gớt. Cắn nhẹ cái là nó bung ra. Có nhiều anh em mua rồi kêu quý gắn vô, anh em thông cảm chứ giờ đó anh em thấy không, quý từ thiếu tới thiếu không chứ, từ đủ tới thiếu chứ quý đâu có dư đâu. Đó anh em thấy như con bên này nè. Đó, nó mất tiêu cái nắp, mất cái ruột tiêu hết trơn, nó trội rồi. Cắn nhẹ cái là nó văng nắp đi à. Rồi quý ra ngoài. Qua đây quay mấy con một ngựa hai ngựa mới về sáng nay cho anh em xem. Con này là con Fuji nhưng mà con này nó chạy bê tông khô. Cứng ngắc rồi. Con này giờ coi như là còn lấy được cái bình cái motor cái đầu coi như phế đi. Cái đầu coi như phế anh em. Đấy, con này bình to nha.
Con này để coi nhìn ngược không thấy nổi anh em ơi. Con này dự đoán bình chắc khoảng bình này bình này đâu chắc khoảng tầm 7-80 lít, chắc tầm 70 lít anh em ạ. Rồi đây cái con này là anh em xài gia đình ok nè, tiệm sửa xe ok nè. Con này điện một pha nè, 6 dây nè. Có nghĩa là để quý quay qua đây cho thuận chiều. Con Hitachi này là động cơ nửa ngựa, nhưng mà cái bình nó là bình lớn nha anh em. Bình này là bằng lớn hơn con một ngựa nữa. Đấy, động cơ nửa ngựa, động cơ có dầu nè, Hitachi. Chân. Cái động cơ này là chúng ta có thể đấu điện 100V và 200V nha cả nhà. Đây. Đây là nhà sản xuất cho mình đấu nha. Đấy, nhà sản xuất họ ra dây sẵn ra ngoài luôn. Mình chỉ cần đấu đúng vị trí 6 sợi dây này. Đấy. Là muốn đấu 100 thì 100, mà muốn 200 thì 200, công suất nó nửa ngựa nha cả nhà. 0.4 kW. Con này là hứa hẹn là sẽ bán rất là nhanh để cho gia đình xài nè, bởi vì nó đúng điện. Con này thì nó cái là nó lại không có trang bị gờ le tự ngắt à, mình gặp cái gắt gối chỗ đó, trang bị gờ le tự ngắt. Đây anh em có kết nó thì cứ chụp màn hình vậy đó, gửi qua cho quý. À, quý sẽ báo giá làm việc với anh em. Còn con khô này, con khô hai ngựa này cũng đẹp quá cả nhà ha. Khô đời mới đầu lá này, quá trời đẹp luôn. Cả một bầu trời công nghệ chứ đâu phải là đơn giản. Gờ le tự ngắt. Còn đây, mắt nắp chụp chứ không sao hết. Mắt nắp chụp chứ không sao hết. Bình rất là mới luôn. Động cơ hai ngựa. Con này là con một ngựa, điện 3 pha 200V. 3 pha 200V. Hitachi. Con này đầy đủ nè, bình móp tiêu rồi. Ô chùa, bình móp tiêu rồi. Thế là tôi rồi, con này tôi rồi. Rồi đây là con Iwata hai ngựa, động cơ có dầu. Iwata hai ngựa động cơ có dầu. Hitachi hai ngựa động cơ có dầu nguyên viên cả nhà. Này xịt nước ra là đẹp nha, nước sơn còn xanh mướt. Rồi le, nói chung là nguyên cái bộ cụm lê còn đầy đủ nè, đồng hồ còn đẹp luôn. Quan tự xả, rồi le tự ngắt, quan xả, quan xả, quan xả nước vẫn còn luôn. CB luôn. Chơi hẳn cái CB luôn xong. Hitachi hai ngựa. Đấy. Còn đầy đủ luôn, gờ le vẫn còn nhưng mà hơi xấu. Không sao, đỡ hơn là mất. Iwata một ngựa, động cơ là 3 pha. Con này thì anh em bỏ motor một pha lên là giải quyết công chuyện thôi, xong. Bỏ motor Đài Loan mới đó anh em, mua motor Đài Loan mới á. Điện 220V nó thay vô là xong. Rồi con này mới khủng nè, con này nó gắn cái động cơ khủng luôn. Con này nó còn boe đầy đủ nhưng mà nó mất bù lon ha, đó anh em ha, không có thiếu nha. Đấy, thiếu bù lon thôi, cái này gắn nó vô cũng chưa sao.
hơi ốc ốc đầy đủ ha cả nhà. 2 quan tự xả, quan an toàn. Bình này là bình 60 lít áp 11kg cho đến 17kg. À, áp cao ha, nhỏ nhỏ mà có vỏ, áp cao. Chân này thì người ta gắn cái bộ này ha, gắn cái bộ có cao su giảm sốc ở dưới luôn nè, có điều không đẩy được. Ồ, motor quá lực lượng cả nhà ơi. Motor Hitachi 1.3 kW, có thể xài điện 100 và 200 luôn. Đó, 100 và 200 luôn, có nghĩa là con này là đấu điện 200 xài luôn. Motor than ha, motor này là rất là dễ xài nha, điện yếu nó vẫn chạy nha cả nhà, điện yếu nó vẫn chạy. 4 sợi dây này chỉ cần đấu đúng, đấu 2 cặp bỏ rồi hai vô 2 sợi dây là xài ha. Trắng xanh vàng nâu, trắng xanh một cặp, vàng nâu một cặp, rồi xanh đấu trắng vàng nâu chạy. Ok, trắng xanh vàng nâu, hai này cặp, hai này cặp. Rồi cái này dùng đồng hồ đo đi, chứ trí nhớ nhiều khi mình không nhớ rõ anh em ha. Nói chung 4 dây này chỉ cần đấu chéo 2 sợi băng bỏ, còn 2 sợi là đưa điện 220 vô là xài hả. Xong, quá tuyệt vời luôn, con bơm Iwata quá mới luôn, động cơ quá khủng. Hàng động cơ than này ít gặp lắm anh em, quá mới luôn. Bán cái động cơ được 2 triệu rồi đấy. Wow, tuyệt vời. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của Quý. Và anh em có muốn mua hàng thì Quý xin nhắc lại là cứ chụp ảnh màn hình gửi về Zalo số điện thoại 0988 577 662. Rồi Quý báo giá cho anh em ha. Thận mua vừa bán ha, mắc quá thôi đừng mua, vừa phải thì mua, vui vẻ anh em ha. Chào tạm biệt và cảm ơn anh em đã xem.